Kính thưa ban giám khảo, em không phải là thí sinh, nhưng mà em nói qua anh này, tức là ở đây chúng tôi đó là có 10 câu hỏi. Tất cả các thí sinh ở đây, các bạn sẽ bốc một cái câu hỏi ngẫu nhiên của chương trình. Sau đó các bạn sẽ có 1 phút để suy nghĩ và có 3 phút để trình bày cái ý kiến của mình. Và ban giám khảo đưa một cái mic xuống cho ban giám khảo. Sau khi bạn trình bày 3 phút xong thì ban giám khảo có quyền hỏi 2 câu hỏi cho thí sinh. Được chưa ạ? Đình thì ban giám khảo tập trung ạ. À, xin mời qua. Đúng rồi. Okay. Rồi để mình đọc câu hỏi. Rồi, câu hỏi dành cho bạn Quang. Bạn thích được khen đẹp mà không thông minh, hay là rất thông minh và không quá đẹp? Hại não. Học xong câu này mà mất 10 giây rồi. Đi đi. Thấy đâu thông minh à? Ban giám khảo đã hiểu câu hỏi chưa ạ? Thế là một lợi thế cho anh đấy. À thôi, đi đi. Lợi thế bởi vì ban giám khảo không hiểu sẽ rất là khó có thể hỏi đấy. À, vẫn chưa hiểu á? Hãy trả lời theo kiểu chưa hiểu. Bởi vì bạn không thể thay đổi câu hỏi khác được. Bước đường cùng. Mình là thằng gì không được nhất. Thôi thôi xuống đi. Thí sinh giờ đã xuống kia rồi. Đã trộn nhá. Điểm nhá, mình điểm thằng thí sinh là một nói nhá. Rồi, trong lúc mà đồng chí này nghĩ ngợi, bởi vì có cả 3 phút cơ, thì cũng thông báo luôn với tất cả các bạn, đó là cơ cấu giải thưởng của cái cuộc thi này. Đây là một cuộc thi đầu tiên diễn ra tại Avota, nhưng với giá trị rất là khủng khiếp, bởi vì 8 thí sinh tham gia thì chúng ta có 10 giải thưởng. Và giải bét tí nhất đó là có 5 giải khuyến khích với giá trị là 200.000 đồng, 1 giải 3 với trị giá là 500.000 đồng, 1 giải nhì với trị giá 700.000 đồng, và 1 giải nhất là 1.000.000 đồng. Ngoài ra có thêm 2 giải, lát nữa phải bật đèn sáng lên, bởi vì đây là do 3 giải trên thì các giải trên thì là do ban giám khảo quyết định, còn có 2 giải đặc biệt là do các bạn, tất cả thành viên công ty chúng ta sẽ quyết định bằng cách giơ tay. Có một giải bình chọn cao nhất cho một thí sinh, thì giải đó là được 700.000, và một giải trang phục ấn tượng với trị giá 500.000. Cho nên là nếu như mà các bạn nào mà đã được lobby rồi thì tí sẵn sàng tinh thần nhá. Xong chưa nhỉ? Em 3 phút rồi. Câu hỏi bạn đâu rồi? Rồi, mình xin phép đọc lại câu hỏi. Bạn thích được khen đẹp mà không thông minh, hay là rất thông minh và không quá đẹp? Xin lỗi là trước khi bạn trả lời thì mình hỏi lại một lần cuối là bạn đã hiểu câu hỏi chưa? Thực ra thì câu hỏi này bây giờ mình em bảo là chưa hiểu. Thì đó cũng là câu trả lời luôn. Tuy nhiên là theo em đánh giá câu hỏi này là một câu hỏi rất là hay, rất là sáng cơ, nói chung nó mang tính xã hội rất là cao. Đề bài năm nay thì nói chung là rất là sáng với cái nội dung ôn tập của các thí sinh. Phải có lời khen tới ban tổ chức, người đặt ra câu hỏi này. Còn về cái phần dí thẳng của câu hỏi thì như trước em cũng có nói được, còn nó cũng đã hiểu quan điểm của mình về hai cái tiêu chí đấy như thế nào. Nhưng mà cũng sắp hiện 3 phút rồi, đúng không? Chọn ra một cái là bạn nhân viên thì anh có xuống rồi không? Giờ thì giữa hai tiêu chí này thì em sẽ chọn về tiêu chí đánh mông không phải.
rất thông minh và không quá đẹp. Thông minh và không quá đẹp. Rồi, xin mời ban giám khảo. Ban giám khảo có 2 câu hỏi để hỏi thí sinh. Đây, đây, đây. Có ai hỏi không? Đây có rồi. Ban giám khảo à, alo. Là ban giám khảo không hiểu câu hỏi nào. Và ban giám khảo là đánh giá là bạn trả lời vò vò rất là hay. Ban giám khảo chỉ hỏi câu cuối thôi là tại sao bạn lại chọn cái phương án là có đẹp, à là thông minh mà không có đẹp. Anh ơi, kiểu này đến đêm ấy. Ban giám khảo những người sẽ từng điểm chấm điểm. Và tổng thành phần của ban giám khảo thì đa số là những người đã có gia đình hoặc là những người đã không quá quan tâm đến cái vấn đề nhan sắc của em nữa. Quan tâm nhiều hơn để làm thằng này nó ngu rất là khôn, nó làm được việc hay không. Thì đấy, thực ra thì cái tiêu chí theo như em biết ở gần đây mà gần đây tiêu chí tăng lương của công ty theo kiểu các bạn đánh giá sức đóng góp năng lực làm việc không sẽ đến vấn đề ngoài hình. Sau, không phải là sống